Hướng dẫn phòng và đặc trị bệnh dàn lá, thối rễ và nứt thân xì mũ trên cây sầu riêng. Video được thực hiện bởi công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh. 1. Bệnh dàn lá, thối rễ. Hiện nay, bệnh dàn lá thối rễ không chỉ bị nhiễm ở cây có múi mà còn xuất hiện ở các loại cây khác, mà đặc biệt là trên các giống sầu riêng từ miền Tây, miền Đông cho đến Tây Nguyên. Phân biệt đúng bệnh thì liệu pháp phòng và trị sẽ tốt hơn. Triệu chứng trên lá. Bệnh xuất hiện triệu chứng trên lá, lá bị biến vàng, già sớm. Lá vàng có thể xảy ra trên một vài nhánh hay trên toàn cây. Triệu chứng xuất hiện trên lá già, sau đó đến các lá non. Dưới rễ, rễ bị đen, vỏ rễ bị bong ra khỏi phần lõi, lâu ngày sẽ có mùi hôi. Khi cây bị bệnh, bị lay động mạnh hoặc có gió mạnh, làm cho lá vàng bị rụng nhiều, có khi trơ cả cành và cây chết dần. Bệnh nhẹ, cây ra đọt non chậm hoặc không ra đọt so với cây bình thường, lá hơi bị vàng, chớp lá cháy. Khi bệnh nặng, cả cây bị vàng lá và rụng nhiều, cây còi cọc, các nhánh non, đầu cành bị rụng hết lá và khô chết. Hai, bệnh nứt thân xì mũ. Bệnh nứt thân xì mũ trên cây sầu riêng, nguyên nhân chính là do nấm Phytophthora sp gây ra. Chúng tồn tại trong đất, gây hại trên sầu riêng ở mọi giai đoạn, từ lúc ươm đến khi trưởng thành và khi đang cho hoa quả. Chúng gây bệnh trên hầu hết các bộ phận như rễ, thân, lá, quặp và quả. Loại nấm này phát triển mạnh trong điều kiện trồng mật độ cao, đào hố trồng thấp nên gốc luôn bị ẩm, cành thấp chạm đất, kết hợp vườn bị rợp bóng, hệ thống thoát nước kém, bón phân thừa đạm. Triệu chứng bệnh nứt thân xì mũ trên cây sầu riêng. Ở rễ, rễ non bị thối có màu nâu đen, rễ chết dần làm cây phát triển chậm, sau đó nấm lây lan dần đến phần thân cây phía trên, làm chảy nhựa cây không phát triển. Ở thân, cành, thân cây phía trên chảy nhựa trên bề mặt vỏ thân, vết bệnh ướt và nhựa có màu nâu, vỏ thân và gỗ bên dưới bị chuyển sang màu hồng nhạt. Ở lá, đầu tiên là những đốm đen nâu nhỏ trên mặt lá và lan rất nhanh, lá chuyển màu vàng, rồi sau vài ngày lá chuyển thành màu nâu. Lá bị nhũng rồi khô dần và rụng theo từng cành hay một phía của cây. Ở quả, vết bệnh khởi đầu là một vài chấm nhỏ màu nâu đen, thường xuất hiện ở vị trí dọc theo chiều từ cuốn quả trở xuống, xung quanh quả. Sau đó phát triển thành hình tròn và loang lỗ và có màu nâu trên vỏ quả. Khi quả già, vết bệnh nứt ra và phần thịt quả bên trong bị thối. Có rất nhiều sợi nấm màu trắng trên vết bệnh và làm quả sầu riêng rụng trước khi chín. Cách phòng trị bệnh vàng lá, thối rễ và nứt thân xì mũ trên cây sầu riêng. 1. Phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ. Thực hiện giống như những biện pháp đối với bệnh khác là sử dụng giống cây sạch bệnh, có hàng cây chắn gió, lên liếp cao, có rãnh thoát nước tốt, có bờ ao để ngăn lũ, ngập thoát úng nếu ở miền Tây. Nên rải vôi trước khi trồng để loại trừ nấm bệnh có trong đất. Hàng năm nên cung cấp thêm vôi xung quanh gốc, quét vôi vào gốc trên 50cm. Vào cuối mùa nắng. Trong vườn nên trồng cỏ cách gốc 50cm để giúp đất thông thoáng, thông vườn thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, cắt bỏ những cành bị vàng, rễ theo hình đối chiếu.
rải thuốc trừ tiếng trùng hoặc rẹp sáp nếu có quanh rễ. 2. Cách phòng trừ bệnh nứt thân, xì mũ. Cắt tỉa tạo tán cho vườn thông thoáng, tránh để vườn rậm rạp, độ ẩm cao nhất là sau giai đoạn thu hoạch. Vườn cây con nên trồng với mật độ vừa phải, tránh trồng dày đặc. Cải tạo nền đất trồng tơi xốp, xào chất hữu cơ, sạch nấm bệnh, pH ổn định từ 5,5 đến 6,5. Đảm bảo cho vườn trồng thoát nước tốt, tránh ngập úng vào mùa mưa. Chăm sóc cây trồng tốt, tưới nước đủ ẩm, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cân đối cho cây, nên tăng cường bón phân hữu cơ, hạn chế bón phân hóa học. Các sản phẩm để phòng trừ bệnh dàn lá, thối rễ và nứt thân xì mũ trên cây sầu riêng. Có thể sử dụng thêm các dòng sản phẩm như mango dép vàng, phốt kẽm 550 để phòng trị. Mango dép vàng với thành phần mango dép 80%, phụ gia 20%. Mango dép là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng hiệu quả nhất, tiêu diệt rất nhiều mầm bệnh hại cây trồng. Thuốc có tác động tiếp xúc mạnh, ngăn ngừa sự xâm nhập, chặn đứng tức thời sự lây lan và phát triển của nấm bệnh. Hướng dẫn sử dụng. Sử dụng thuốc với liều lượng từ 0,18 đến 0,20%, phun ướt đều trên cây trồng khi bệnh xuất hiện. Phốt kẽm 550 với thành phần B2O5 25%, K2O hỗn hợp 30%. Kẽm, bo, sắt, độ ẩm 5%. Công thức độc đáo chứa long phosphate là hoạt chất tăng kích kháng tự nhiên với nấm Phytophthora spb, Bithium donimidale. Ngoài ra, phốt kẽm 550 còn giúp cây trồng tăng sinh khối, phát triển rễ, tái tạo bộ rễ, chống đổ ngã, tăng kích thước quả, to hạt, lớn củ, tăng năng suất cây trồng. Liều dùng: pha 25g cho 15-20 lít nước, dùng đều trên diện tích tương đương 250-500m2. Pha một gói 250g cho 1 lít nước, quét trực tiếp trên vết thương cây để hạn chế sự tấn công của nấm Phytophthora spb. Xin chân thành cảm ơn quý bà con đã xem video. Chúc quý bà con canh tác hiệu quả.